Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn bạn pha chế nước ép 2 tầng, nước ép cam và nước ép táo. Đầu tiên sơ chế là các bạn lấy táo, mình bỏ vô máy ép, mình vắt ra, mình lấy nước cốt, một đầu khoảng 50ml nước táo. Sau đó nước cam mình cũng vắt ra, mình lấy 50ml nước cam. Thì cách làm như sau, công thức này gồm có là 20ml nước đường, 50ml nước cam, 50ml nước táo. Thì đầu tiên mình sẽ cho 50ml nước cam vào trước. Sau đó mình sẽ cho 20ml nước đường. Rồi sau đó mình sẽ cho một cúc đá. Rồi mình tiếp tục mình sẽ cho 50ml nước táo. Lúc nào các bạn cũng nhớ khi đổ phân tầng thì mình phải đổ trên viên đá. Rồi sau đó mình sẽ trang trí một trái cherry. Mình sẽ trang trí một lát cam, kèm theo một cây khuấy. Mình để nhẹ nhẹ không sẽ bị lon tầng nha các bạn. Rồi mình sẽ trang trí một cây ống hút. Rồi mình đưa nhẹ xuống từ từ thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho một cây dù. Rồi mình đã dày được 2 tầng. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.